Xin chào tất cả các anh chị em nhé. Vâng, hôm nay hệ thống đồng hồ Zerowatt của chúng tôi lại làm một video để review 7 mẫu đồng hồ Zulus phiên bản dây da đang có mặt tại hệ thống đồng hồ Zerowatt của chúng tôi, để cho anh em chiêm ngưỡng cũng như là nếu yêu thích thì hãy sở hữu riêng cho mình một vài sản phẩm hoặc là quà tặng để cho người thân, bạn bè hoặc làm quà tặng cho thầy cô giáo nhân dịp ngày 20 tháng 11 sắp. Vâng, thì hôm nay tôi sẽ review 7 mẫu đồng hồ này cho quý anh chị em cùng tham khảo nhé. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi. Vâng, đến với mẫu đầu tiên trên màn hình của anh chị em, đây là một mẫu đồng hồ Zulus phiên bản dây da. Đó, có thiết kế là mặt khảm trà cừ này. Đấy, mặt khảm trà cừ lấp lánh này. Đó, phiên bản là màu vàng hồng. Đấy, được mã màu vàng hồng, dây da này dây da màu ghi. Vâng. Thì mặt số thì gồm có đính đá, kim mắt ngỗng rất là đẹp. Đấy, hai gối dây cũng đều được đính đá, rất là nữ tính luôn. Đấy, được thiết kế khá điệu đà luôn. Vâng, độ dày của em nó chỉ khoảng tầm 5-6mm thôi. Size mặt của em nó thì tôi đã đo trực tiếp cho anh em thực vụ sở thị luôn. Đây, để ướm lên tay của các bạn anh em xem là có vừa không nhá. Vâng, có 25 thôi anh chị em này. 25 thôi, size mặt 25. Em này thì có giá bán là 959.000 thôi anh chị em nhá. Vâng, mã của em nó là 1142D. Vâng, hiện tại thì anh chị em cũng biết rồi, bây giờ kinh tế Việt Nam mình cũng rất là khó khăn. Cho nên là chúng tôi làm video này review với anh em là 7 mẫu đồng hồ. Đấy, 7 mẫu đồng hồ Zulus đến từ Hàn Quốc phiên bản dây da có giá dưới 1 triệu đồng dành cho anh chị em, thứ nhất là sinh viên. Đấy, học sinh, sinh viên cũng như là công nhân ai cũng có thể mua được. Vâng, ai cũng có thể mua được để có thể tự tặng cho mình hoặc mình có thể mua để tặng cho bạn bè, người thân với cái mức giá là chỉ có 959.000. Vâng, 959.000. Đặc biệt là hôm nay chúng tôi có một chương trình ưu đãi đặc biệt cho các anh chị em nữa, đó là khi anh chị em mua một sản phẩm đồng hồ là chúng tôi sẽ tặng ngay một chiếc kính. Vâng, tặng ngay một chiếc kính hàng chính hãng. Đấy, đến từ Hàn Quốc luôn. Đây, thông số kỹ thuật đây anh chị em nhé. Trị giá của em nó là 650.000. Vâng, hiện tại cửa hàng chúng tôi đang bán mẫu kính này là 650.000. Đấy, thì khi anh chị em mua một sản phẩm đồng hồ, chúng tôi sẽ tặng luôn một chiếc kính. Đấy, đi kèm với sản phẩm cho anh chị em. Vâng, đây là một chương trình cực kỳ thơm tho, cho nên anh chị em hãy nắm bắt cơ hội để sở hữu ngay cho mình một sản phẩm anh chị em nhé. Ok, sang mẫu đồng hồ thứ hai thì trước mắt anh chị em nhìn đây là một mẫu đồng hồ cũng được mặt được khảm trà cừ cực kỳ đẹp. Vâng, phiên bản dây da màu tím nhạt đồng màu với màu mặt luôn anh chị em ạ. Vỏ mạ PVD màu vàng, chém cạnh đấy, kính khoáng chém cạnh kim cương rất là đẹp luôn. Đấy, độ chịu nước của em nó là 3 tm, cho anh chị em đi mưa rửa tay thoải mái luôn. Và bây giờ tôi sẽ rút ra cho anh chị em xem mặt đáy này. Đây, xem chi tiết mặt đáy sản phẩm nhé. Đây, tôi tháo dây ra. Đây là mặt đáy sản phẩm của em nó đây. Đó. Đấy, dây này, dây da thật luôn anh chị em nhé. Đây là da bò. Vâng, da bò thật luôn. Đây, thông số mặt đáy này gồm có mã số, rồi thương hiệu, logo. Vâng. Đó. Mặt trước này, anh chị em có thể soi trực tiếp. Lấp lánh ánh sao rất là đẹp luôn. Rất là nữ tính luôn anh chị em ạ. Mặt này có đính cả đá ở cọc số này 9, 6 và 3. Đó. Size mặt của em nó là 28 anh chị em ạ, 28. Đây, độ dày đây. Độ dày tôi đo trực tiếp cho anh chị em này. 7mm, độ dày rất là mỏng luôn. Cổ tay chị em người rất phù hợp với cổ tay của chị em. Đấy, đẹp không? Rất là đẹp luôn, nữ tính. Đây, khóa dây đây. Đó. Giá của em nó là đây. Có 899.000 thôi anh chị em nhé. Mã là GA1154C. Đấy. Thì chương trình gồm đi kèm cũng như là như tôi vừa mới giới thiệu thôi thì cũng đều được tặng một chiếc kính. Vâng, được tặng một chiếc kính. Trị giá 650.000 đây. Vâng, anh chị em nhé. Sang đến mẫu đồng hồ thứ ba. Đây, trước mắt anh chị em đây là một mẫu đồng hồ cũng dây da. Đấy, chức năng nào gồm có cả lịch ngày. Đấy, lịch ngày đây anh chị em này. Được thiết kế mặt khá đơn giản. Rồi,
Theo tiêu chí thì mặt thiết kế càng đơn giản thì càng đẹp anh chị em ạ. Vâng, cầu kỳ quá thì nhiều khi nó lại rối mắt. Đó. Đấy, thiết kế mặt rất là đơn giản, khỏe khoắn, nhẹ nhàng. Ví dụ là để chỉ để anh chị em chỉ mua một chiếc sản phẩm để mình xem giờ, đeo thời trang thì đây là một sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Còn giá em đó thì anh chị em nhìn đây có 899.000 thôi. Vâng, 899.000 là anh chị em đã sở hữu ngay một chiếc đồng hồ. Vâng, một chiếc đồng hồ Rolex đến từ Hàn Quốc và hàng chính hãng, bảo hành cho anh chị dài dài luôn. Thì tối tí cuối video thì tôi sẽ giới thiệu về phần bảo hành cho anh chị em nhé. Đó, đây chuyện này rất là đẹp luôn. Size mặt của em nó cũng là 28. Vâng, size mặt của em nó cũng tương đương với mặt của em này. Đấy, em số 3 này. Đây anh chị em này, mặt tương đương nhau. Đó. Rất là đẹp đấy chứ. Giá thì rất là sinh viên luôn. Thay vì mua những chiếc đồng hồ hàng fake thì anh chị em hãy cân nhắc để mua những chiếc đồng hồ chính hãng như này để đeo, thì tôi nghĩ là nó tuyệt vời hơn rất là nhiều khi anh chị em phải đeo cái hàng fake. Vâng. Đeo hàng fake mua trôi nổi trên mạng thì nhiều khi là anh chị em là không biết bảo hành bảo họ ở đâu. Vâng. Khó lắm. Để tiền mất tật mang. Vâng, sang đến mẫu đồng hồ thứ tư. Đây, sang đến mẫu đồng hồ thứ tư. Đây là một cái phiên bản thiết kế mặt khá là đặc biệt luôn. Đó. Vạch số được từ tâm của giữa của đồng hồ. Đấy, chạy ra. Đây là một mẫu thì đồng hồ thiết kế khá là đẹp, nó giống như là cái biểu hiện của một cái cánh quạt ấy. Và phần kim dây kim hút này nó biểu hiện này, và được thiết kế cái phần núm chỉnh này lại nằm ở cái cọc số 1-2 giờ. Đấy, thiết kế khá là lạ mắt. Đấy, thiết kế rất là đặc biệt luôn. Và đây là một mẫu đồng hồ cũng khá là hay. Và dây da màu nâu, mặt màu xanh da trời. Đấy, mạ PVD màu vàng hồng, cực kỳ đẹp luôn. Em nó thì cũng có giá là 829k. Vâng, GA1106. Đấy, 829k là anh chị em đã sở hữu ngay một chiếc đồng hồ hàng chính hãng như này rồi. Vâng, size mặt của em nó này 32. Vâng, size mặt của em nó là 32. Dành cho anh chị em nào có cổ tay to hơn một chút là đeo rất là đẹp. Trung bình trở lên thì đeo rất là đẹp luôn. Vâng, rất tuyệt vời. Độ dày thì cũng khoảng tầm 7mm anh chị em nhé. Đấy, con này mà mua làm quà tặng thì quá đẹp luôn ạ. Rất đẹp. Đấy, đi kèm với chương trình thì cũng đều được tặng một chiếc kính chỉ hàng chính hãng. Đây anh chị em nhé. Sang đến mẫu đồng hồ thứ 5 này. Đấy. Đây, trên tay tôi đang là một mẫu đồng hồ thứ 5. Đấy, dành cho các bạn là sinh viên, công nhân hoặc là học sinh đeo em này thì không phải nghĩ rồi. Rất là đẹp luôn này. Vâng, mặt số được thiết kế rất là nhẹ nhàng. À, vâng, dây da màu đỏ đô. Đấy, độ dày khoảng 6-7mm. Rất là phù hợp với cổ tay chị em. Vâng, size mặt của em nó này. Size mặt của em nó là 26. Gần như ai cũng đeo được luôn ạ. Giá này có rất là hạt rẻ luôn. Có 749.000. 749.000 là sở hữu ngay một em GA1077. Đấy, màu đỏ đô. Kèm với chương trình thì vẫn được tặng thêm một chiếc kính anh chị em nhé. Vẫn được tặng thêm một chiếc kính khi anh chị em mua chiếc đồng hồ GA này, GA1077 này. Sang đến mẫu đồng hồ thứ 6 này. Vâng, đây là mẫu đồng hồ thứ 6. Anh chị em nhìn thế nào ạ? Có đẹp không ạ? Dây thiết kế màu đỏ. Đó, rất là thời trang luôn. Vâng. À, anh chị em thì cũng biết rồi, Hàn Quốc nó là kinh đô của mỹ phẩm và những cái đồ thời trang. Đấy, cho nên là không ngoại, vâng, đồng hồ Rolex cũng là một thương hiệu không ngoại lệ. Họ thiết kế rất là tinh tế và nhẹ nhàng dành cho chị em. Vâng, những diễn viên trong phim Hàn hoặc là những diễn viên của Hàn Quốc đa số là họ lựa chọn cái thương hiệu này để đeo. Vâng, đây là thực tế chứng minh cho anh chị em. Đây này, toàn diễn viên của Hàn luôn, hoặc là những cái người nổi tiếng của Hàn Quốc đây, họ làm đại sứ thương hiệu này, hoặc là đây này, làm người mẫu cho đồng hồ Rolex luôn. Mà thực tế là tôi xem phim Hàn tôi cũng thấy là họ đeo rất là nhiều, rất là thời trang, bởi vì
quan trọng là vừa thời trang mà lại vừa rẻ thì tôi nghĩ là ai chả thích. Đây, trên tay tôi đang là một mẫu đồng hồ thứ 6. Mặt thiết kế cũng chém cạnh. Đấy, chém cạnh thì không phải chém cạnh kim cương đâu, giống như chém cạnh bông hoa đấy. Đây này, chém cạnh như một bông hoa. Rất là yêu luôn. Đó. Cọc số đính đá. Cọc số đính đá rất là yêu. Đây. Cái phần gối này giống này, phần gối này với phần gối này khác nhau. Đó, thiết kế rất là tinh tế. Dành cho chị em gọi là nữ tính đi. Đấy, mặt đáy này. Độ dày này. Đấy. Vâng, em này thì cũng rất là nhỏ xinh xinh thôi, gần như ai cũng đeo được em này. Có 22, 20, 24 này. Đấy, 24 này, thiết kế này, mặt size 24, 25 gì đó. Vâng, rất nhỏ. Đeo rất là đẹp luôn. Gần như các bạn là dưới 40 cân cũng đeo còn đẹp. Vâng. Dưới 40 cân chẳng hạn như những các bạn mà ví dụ học sinh năm lớp 5, lớp 7 đeo được em này hết. Bởi vì tôi bán cho các bạn nhiều rồi, tôi biết. Vâng, và mã của em đây là GA1014C. Giá là 679.000. Vâng, 679.000 là anh chị em đã sở hữu ngay em đồng hồ này rồi nhá. Vâng, đi kèm với chương trình thì các anh chị em cũng biết rồi, thì là chương trình chúng tôi đang có chương trình là tri ân cho anh em chị em là thời Covid là tặng luôn một chiếc kính trị giá 650.000. Đấy anh chị em nhé, ngay từ đầu video thì chúng tôi đã giới thiệu với anh em về chương trình rồi. Vâng, sang đến mẫu đồng hồ thứ 7, cũng là mẫu đồng hồ cuối cùng trong buổi review ngày hôm nay. Thì trước mắt anh chị em, đây là một mẫu đồng hồ. Đấy, mặt khảm trai. Đấy, màu xanh ngọc. Đấy, dây là màu vàng nhũ. Đấy, màu vàng nhũ, ánh nhũ. Đấy, vỏ thiết kế là màu vàng kim. Đó. Vỏ thiết kế màu vàng kim. Thì em này thì với em số 6 này là hai em cùng với phiên bản. Vâng, cùng phiên bản nhưng khác màu. Vâng, hôm nay tôi review luôn để cho anh chị em chọn, lựa chọn cho mình. Là không thích màu đỏ thì lấy màu vàng, không thích màu vàng thì lấy màu đỏ. Thì ở đây, vâng, anh chị em nhìn mặt màu xanh ngọc rất là đẹp luôn. Mặt đính đá. Đó. Hiện tại thì tôi chưa cho chạy. Đây, tôi cho chạy anh chị em xem này. Nó chạy này. Đó, rất là yêu luôn. Thiết kế rất là nhỏ gọn. Độ size mặt có 24 thôi, phù hợp với tất cả các chị em. Giá em nói thì chắc cũng giống như em số 6. Đó, vâng, em này còn rẻ hơn anh chị em ạ. Vâng, có 559.000 thôi. Mã là 1014A. Đó. Rất là rẻ luôn. Vâng, có 559.000 thôi là anh em đã sở hữu ngay một chiếc đồng hồ rớt đến từ Hàn Quốc, hàng chính hãng. Đấy, bảo hành cho anh chị em dài để tí nữa tôi sẽ nói chương trình bảo hành cho anh chị em sau, thì anh chị em hãy cố gắng xem hết video này nhé. Vâng, độ dày của em nó thì cũng khoảng 5-6 mm. Đấy, thiết kế rất là đẹp luôn. Vâng, tôi cũng không cần tháo cái cống này ra, anh chị em đã nhìn thấy rồi. Vâng, chất liệu dây thì dây da, mặt kính khoáng, độ chịu nước là 3 tm, cho anh chị em đi mưa rửa tay thoải mái. Vâng, mẫu này mà làm quà tặng cho bạn bè, người thân hoặc là cho các thầy cô giáo nhân ngày 20 tháng 10 hoặc là 20 tháng 11 thì rất là tuyệt vời, hoặc là cho người yêu. Đi kèm với chương trình thì cũng vẫn được tặng một chiếc kính. Vâng, được tặng một chiếc kính trị giá 650.000 anh chị em nhé. Có thể là tôi sẽ không tặng cái chiếc kính như này, nhưng mà tôi sẽ tặng một chiếc kính là tương đương với 650.000 cho anh chị em. Anh chị em có thể lựa chọn cho mình một chiếc kính phù hợp trên cửa hàng của chúng tôi đang có. Lúc đấy thì anh chị em có thể là kết bạn với chúng tôi qua Zalo hoặc là gọi điện trực tiếp để chúng tôi gửi hình ảnh cho anh chị em. Đi kèm với sản phẩm thì anh chị em cũng biết rồi, có gồm có thẻ bảo hành. Đây là một chiếc thẻ bảo hành, phiếu bảo hành của công ty Thời Gian Là Vàng, nhà phân phối thương hiệu dưa đất này tại Việt Nam. Đó. Đấy, thì thời gian bảo hành thì anh chị em hãy chú ý. Vâng, được thay dây miễn phí một lần trong vòng 12 tháng và thay pin miễn phí 5 năm. Vâng. Năm trong 5 năm anh em sử dụng là cứ hết pin là đến thay thoải mái luôn. Có thể qua hệ thống bên tôi để bên tôi hỗ trợ, hoặc là có thể là qua tại trung tâm bảo hành. Đấy, ví dụ là gửi về địa chỉ trung tâm bảo hành đây. Đấy, địa chỉ rõ ràng đấy anh chị em này. Đấy, gọi số hotline này thì anh chị em sẽ cập nhật được cái thông tin của em đó. Thì đây là chính sách bảo hành đây. Đấy, anh chị em hãy đọc hết những cái thông số này. Vâng, đây. Đấy, hỗ trợ bảo hành miễn phí trong trường hợp lỗi do nhà sản xuất này. Đấy, hư máy hết pin này. Đấy. Đây là những cái chế độ bảo hành, thì anh chị em hãy khi mua thì sẽ đọc hết được những cái nội dung của nó em nó. Vâng, phía bên trong thì anh chị em cũng nhìn thấy đây là một cái thông tin. Đấy, điền
Đấy, điền để lý và thông tin khách hàng, tên sản phẩm, mã sản phẩm ngày mua. Thì ở đây thì anh chị em cũng nhìn thấy đây là một cái tem vỡ, gọi là tem xác thực chính hãng, hàng chính hãng. Vâng, thì khi anh chị em mua xong anh chị em có thể cào cái lớp bạc này ra và nhập theo cú pháp đấy, gửi đến 8077 để được xác minh đây là hàng chính hãng và kích hoạt bảo hành điện tử. Đấy, cho nên là anh chị em là khi mua thì kích hoạt điện tử, bảo hành điện tử thì sẽ cào cái mã này. Ngoài ra nữa đi kèm với sản phẩm thì gồm có hộp đây anh chị em này. Đấy, đây gồm có một cái hộp giấy đấy, chính hãng đây, rất yêu luôn, rất xinh luôn. Đấy, đây đấy, một chiếc hộp của hãng đó, đi kèm với sản phẩm nhé. Ngoài hộp này ra thì nó còn có một cái loại hộp khác nữa. Đây, ví dụ đây là một cái hộp bằng nhựa luôn. Đó, cái hộp bằng nhựa luôn này, khi mình đây mở nó ra. Đó, mở nó ra và anh chị em để đồng hồ lên đây. Đây là một cái lớp dây bóng dai căng nét, rất là đẹp luôn này. Cực kỳ đẹp luôn. Rất là đẹp luôn. Đấy, khi anh chị em mua xong, ví dụ là mình không để sản phẩm thì mình có thể đẩy một cái ảnh của anh chị em ở đây này. Một cái ảnh vào đây này, rất là đẹp luôn. Giống như tôi đây này, tôi cũng đang có cái trưng bày đây, giới thiệu luôn với anh chị em này. Đây, đấy, mình sẽ đưa cho cái ảnh của mình vào đây. Đấy, hoặc là ảnh người yêu, vợ cho vào đây. Đấy, xong mình để đây, ví dụ này để ở cạnh như giường ngủ chẳng hạn. Đây này, đấy, đây này, ví dụ để trên bàn. Đấy, rất là đẹp luôn. Vâng, cực kỳ đẹp. Vâng, đi kèm với sản phẩm gồm có cả túi. Đây anh chị em này, túi, hộp và thẻ bảo hành đầy đủ chính hãng luôn, lớn hết anh chị em nhé. Vâng, ở trên đây thì tôi đã review xong 7 mẫu đồng hồ Rolex đến từ Hàn Quốc phiên bản dây da cho anh chị em có thể là để mua tặng, tự tặng cho mình hoặc là tặng cho người thân bạn bè, hoặc là mua tặng cho thầy cô nhân ngày 20 tháng 10 hoặc là 20 tháng 11 sắp tới. Vâng, đều là rất là ok, giá thì rất là sinh viên. Và hiện tại thì chương trình của chúng tôi là đang được tặng, mua một chiếc đồng hồ sẽ được tặng ngay một chiếc kính mắt. Đây là một chương trình cực kỳ đặc biệt dành cho tất cả các anh chị em khi mua đặt hàng, mua qua video này. Vâng, gọi điện trực tiếp cho chúng tôi. Vâng, thấy video này hay thì anh chị em cũng như là các bạn hãy like, share, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ giới quát chúng tôi ngày càng phát triển hơn nữa, cũng như là để nhận những cái thông báo từ chúng tôi khi làm những chương trình đặc biệt gửi đến quý anh chị và các bạn. Chúc tất cả các anh chị và các bạn sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Vâng, bây giờ thì chúng tôi xin kết thúc video này tại đây. Anh chị em nào có thắc mắc hoặc là có muốn hỏi bất cứ vấn đề gì có thể là gọi điện trực tiếp cho chúng tôi qua số điện thoại trên màn hình hoặc là comment dưới video này để chúng tôi có thể giải đáp thắc mắc cho tất cả các anh chị em. Vâng, thì bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh chị em trong những video lần sau. Xin chào.